Kể nào nhỉ? Con gái mà ai sinh ra chẳng muốn là công chúa, được sống trong một tòa lâu đài, được ăn những món mình thích, được làm những gì mình muốn. Cháu cũng thế thôi. Cháu không muốn làm công chúa, nhưng cuộc đời lại không cho phép.